vâng, cao nhất ở trên thế giới ạ. Vâng. Không phải cách xa này, ở bên phía trên đấy ạ. Nó ghi chữ Zevora đấy ạ. Vâng, thưa cô chú nhìn bên trái ạ, Zevora khách sạn Cát Bà, cao 356 mét, hiện tại đang giữ là kỷ lục và cao nhất ở trên thế giới ạ. Vâng. Giới Burj Khalifa cao 828 mét, nó đang đi chậm này, lái xe đi chậm này. Không gặp đoạn đường này đi chậm là phạt luôn ạ. Đang đi ở trên đường cao tốc và trên đường quốc lộ. Đấy, đường này. Đó, cao 828 mét. Nó là người anh cả của Landmark 81 ở Việt Nam mình ạ. Việt Nam mình là không sang bên này để học hỏi cách thức xây dựng của họ để tạo ra được cái tòa tháp. Vâng, đây là cao nhất thế giới nhá. Vâng, 828 mét nhá. Vâng. Và đây cũng là cái khu phức hợp mà trị giá 20 tỷ đô đấy ạ. Vâng. Trước đó năm 2008 là xảy ra khủng hoảng kinh tế, đẹp quá là người ta không có đủ tiền để xây dựng tiếp cái tòa tháp này. Và thấy những cái tòa nhà đây không một tòa nhà hoặc nhà nào có thiết kế giống nhau cả, đều khác nhau. Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái tòa nhà của Thái ấy, hay là tòa nhà cao nhất thế giới thiết kế theo kiểu Thái.